Kính chào quý vị khán thính giả đã soi vào Network Quốc. Chúng tôi Linh Mục Trần Ngọc Hùng hôm nay được trao trách nhiệm điều hợp chương trình Góc nhìn tôn giáo trong ngày hôm nay. Và hiện diện tại đây chúng ta có Thượng tọa cũng như là cư sĩ và mục sư. Và xin mời quý ngài lên tiếng. Tôi là Hòa Thượng Thích Hiền Việt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV. Kính chào cha điều hợp hôm nay. Kính chào cư sĩ, kính chào mục sư. Dạ, thưa cư sĩ Nguyễn Dũng, kính chào quý khán thính giả của đài, kính chào mục sư, kính chào hòa thượng và linh mục điều hợp chương trình ngày hôm nay. Dạ. Dạ, tôi là mục sư Hồ Việt, xin kính chào quý khán giả của đài và chào quý vị lãnh đạo. Dạ. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta, nhiều khi chúng ta mặc dù muốn cái sự mà yên ổn, an lành, nhưng mà nếu mà sống chung thì cũng như cái là cũng có đụng độ, gặp gỡ nhau và như khi có những cái bất hòa ý kiến từ nền này qua người khác. Nên chính vì vậy mà chúng tôi trong ngày hôm nay chọn cái đề tài của chương trình này là vấn đề mà giải quyết những cái vấn đề mà xung đột hoặc là bất hòa. Mặc dù có thể là không giải quyết được hết tất cả những vấn đề, nhưng mà cũng đưa ra một vài cái im niệm nào đó để mà chúng ta nhìn vào trong cuộc sống của mình, nhìn vào trong cái mối liên hệ giữa chúng ta với những người xung quanh, để coi làm cách nào để mà tìm sự mà bình an cho chính mình trước, cũng như là mang lại cái sự mà hạnh phúc an lành nhất là đến cho những người trong gia đình và những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Và chính vậy cái câu hỏi đầu tiên đặt ra rằng là có thường những cái nguyên nhân mà tạo ra những sự mà bất hòa xung đột là từ đâu, từ nơi nội tâm của chính mình và từ nơi những cái hoàn cảnh chung quanh hoặc là những người khác. Giờ đây xin mời Hòa Thượng trình bày ý kiến. Dạ vâng. Dạ thưa, kính cảm ơn cha điều hợp. Kính thưa với ngài và quý vị, chúng ta nói về một chuyện tưởng đâu thì nó rất là dễ hiểu, thì rất là dễ hiểu, nhưng cái hiểu đó để đem ra thực hành thì quả thật là rất là khó. Vì bản chất con người của mình trở lại đây, có mặt trên cuộc đời này, trong giá trị của các tôn giáo, giáo lý, ví dụ như bên đạo Phật thì có nói về con người của chúng ta có những cái bản chất của nó có những cái tệ, ví dụ nó là tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, ích kỷ, khen mình, chê người, vân vân. Thì tất cả những chuyện đó gần như là mình ôm giữ lấy mình, tất cả những cái gì tốt là thuộc về mình, hay là thuộc về mình, mà cái không tốt, cái không hay, cái xấu là thuộc về người khác. Nhưng quả thật mình là, trước hết là mình rất là tệ. Cho nên khi mà cha nói về cái đề tài thì tôi có nói đùa chút, tôi học lóm, nó là có đi nhà thờ, có cái mục gọi là vỗ tay vào ngực của mình, nó lỗi tại tôi, lỗi tại tay mọi đường. Thì có nghĩa là như vậy, thì có nghĩa là thôi thì cho tôi xin lỗi đi. Dù là mình có hay, có thắng, có hơn người ta cách nào để thì mình cũng chịu phần thiệt thòi, thua về mình. Thì tự nhiên nó yên ổn. Còn nếu mà mình hay mà mình cũng bảo vệ cho cái hay của mình, hoặc là mình chê người ta, thì tự nhiên là cái sự xích mích luôn luôn lúc nào nó cũng hiện diện ở giữa hai người, hai giữa nhiều người. Cho nên bên đạo Phật thì nó có cái gọi là cái sáu cái pháp hòa kính. Cái chữ đầu tức là thân khẩu ý hòa, rồi giới hòa, rồi kiến hòa, rồi lợi hòa, tức là bảy cái hòa, tức là chân hòa là thân thì ở cùng chung, chia sẻ với nhau cái chỗ ở, lời nói thì cũng hòa trong lời nói, hành động của mình, tư tưởng của mình hòa, có lợi ích vô cùng chia đều. Rồi cái đạo đức, áp dụng những nguyên tắc đạo đức hòa. Rồi cái kiến, quan kiến của mình được nói ra để hòa. Thì những cái nguyên tắc gọi là lục hòa đó, nó có cái nguyên tắc đó. Nhưng mà mấy ai sống mà để cho được hòa thuận, thì cái nguyên tắc của Phật hay là trong tôn giáo đều trang bị cho chúng ta. Cái vấn đề chỗ là mình hiểu được bao nhiêu và thực hành được bao nhiêu thì sẽ có kết quả bấy nhiêu. Cảm ơn Hòa Thượng. Xin mời Đại Cư Sĩ. Kính thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ thì dạy rằng đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Cái điều đó là chính là cái điều mà dạy là xét người và xét ta. Nhưng mà trong cái sự bất như ý của mỗi người đó, nó sẽ tạo sự xung đột và bất hòa. Trước nhất cái sự xung đột và bất hòa là trong nội tâm của mình trước. Tại vì đôi khi có những cái mà mình bất như ý. Bất như ý đó là gì? Được, thua, thắng bại, và đồng thời trong cái chiều hướng một mục tiêu mà có nhiều đối tượng
đi để định giành giật những cái mục tiêu đó mà không đạt được, rồi người khác đạt được thì mình cũng sinh ra cái sự bất hòa và xung đột. Với cái nhìn đó thì chúng tôi thấy ở trong cái cuộc sống hàng ngày, sự bất hòa trong nội tâm của mình hàng ngày, giữa thiện ác, giữa xấu tốt, và cái từ ở đó nó sinh ra cái sự bất hòa giữa người vợ chồng với nhau, rồi những người thân trong gia đình, và xa hơn cộng đồng xã hội, và có sự bất hòa xung đột giữa chiến tranh giữa các quốc gia. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng là một sự rất là khó khăn mà trong thế giới xung đột hàng ngày, từng phút từng giây. Cảm ơn, xin mời. Dạ, thì tôi thấy cái nhìn của cư sĩ Nguyễn Anh Dũng thì cũng có cái điểm cũng chúng ta thấy là một cái hậu quả của cái vấn đề xung đột đó, nó đi đến rất là nhiều cái. Nhưng mà bây giờ nói là cái nguyên do tại sao, thì tôi có lời của Chúa trong Kinh Thánh: tại sao giữa anh em có những xung đột tranh chấp, không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? Anh em ham muốn mà không đạt được gì, ham muốn rồi giết người nhưng vẫn không chiếm đoạt được điều mình muốn. Anh em cãi cọ tranh giành, anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa. Anh em cầu xin mà vẫn không được vì có mục đích sai lầm, chỉ xin những gì đem lại thỏa mãn và vui thú cho chính mình. Ở đây có những cái chữ mà chúng ta phải lưu ý đến, đó là vì do cái dục vọng thôi thúc trong lòng. Và mỗi người chúng ta thì ham muốn theo ý riêng của mình, và mình phải đeo đuổi cho làm thế nào để thỏa mãn được những cái ham muốn đó. Thì nếu mà lại cứ tiếp tục mà không có lưu ý đến cái chương trình của Thượng Đế, hoặc là vâng theo những cái nguyên tắc sống của Thượng Đế, thì con người sẽ tranh chiến và sẽ đi đến sự xung đột và sống tranh giành nhau. Và như chúng ta thấy ở giữa nước văn minh như chúng ta đây, thì chúng ta thấy hàng ngày chúng ta sống trong cái sự sôi sục, những oán thù tranh chấp, rồi chiến tranh chúng ta có ngày nay. Thế giới chúng ta không có ngày nào hòa bình hết. Là trong cái lúc không có chiến tranh thì chúng ta cũng vẫn có chiến tranh lạnh, và chúng ta vẫn có những cái tranh chiến, tranh giành lẫn nhau. Thì đó là cái vì con người đã không có nắm được cái nguyên tắc của Chúa. Thì trong Kinh Thánh thì Thượng Đế có ban 10 điều răn. Và những điều răn đó là những điều răn đầu tiên là cái thái độ của con người, bộ phận của con người đối với Thượng Đế. Và chúng ta đã không lưu tâm đến chương trình của Thượng Đế, không kính sợ Thượng Đế. Và kế tiếp là con người đối với nhau đó, thì lòng tham, cái quan điểm của lời của 10 điều răn đó là không có được tham của người khác. Nhưng mà chúng ta thì thường thường con người chúng ta đều tham muốn như vậy, cho nên nó đưa đến những cái kết quả rất là làm cho cái sự xung đột xảy ra luôn luôn, kể cả từ trong gia đình đến cá nhân, đến gia đình, đến tất cả mọi nơi, không có nơi nào mà chúng ta thấy không có hết. Và có một điều rất là lạ là con người vẫn thản nhiên sống với cái sự căng thẳng đó, mà họ không thấy được là mình phải giải quyết như thế nào, như là Linh Mục đã nói. Kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi trên đường lái xe tới đây, trên xe đang lái xe, tự nhiên nghe một tiếng xe bóp còi. Chúng tôi quay qua và thấy xe khác cũng bóp còi, hai xe cứ bóp còi với nhau thôi. Đoán là chắc là có điều gì nó xảy ra giữa hai người đó, hoặc là lái xe bất cẩn, hoặc là vô ý, nên là nhiều khi cái sự mà bực mình nó xảy ra trong đời sống hàng ngày, và từ cái sự bực mình đó họ muốn bày tỏ ra cái sự mà nổi giận của mình. May là vẫn còn ngồi trong xe, nếu mà có chửi nhau thì chắc chỉ có mình mà nghe thôi, chứ còn người khác lại không có nghe được. Tuy nhiên giống như là lần trong cuốn sách Sáng Thế, thì cái sự mà ghen tuông coi mình là quan trọng hơn người khác, nên Cain đã bắt đầu coi như là ghen với người em của mình là Abel, nên đã giết người em của mình. Từ cái sự mà lúc đầu đã xảy ra cái điều đó rồi, nó nằm trong nội tâm của con người, muốn coi mình là quan trọng hơn người khác, nên thiếu cái sự mà khiêm nhường, thiếu cái sự mà bác ái, thiếu cái sự mà nhường nhịn, nên là từ đó tạo nên cái sự mà xung đột, bất hòa. Và ngay cả trong cuộc sống chúng ta gặp bình thường là mình là có thể là chịu đựng được một cái lời nào đó, một việc gì mà bất cẩn, nhưng mà lúc mà trong lòng mà mất bình an đi, thì là cho dù người khác có cái sự mà bất cẩn nhỏ nhoi, chúng ta cũng bực mình, hoặc là cho dù người đó có tìm cách để mà xin lỗi, mình cũng vẫn có người là vẫn tiếp tục là
tấn công kế tiếp không có sự mà nhường nhịn, nên thiếu đi cái sự mà bác ái, quan tâm, yêu thương. Nên Chúa đã kêu gọi chúng ta là phải nhìn vào trong cái nội tâm trước để mà tìm lại cái sự mà bình an, để mà giải quyết cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nên cứ kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, giờ đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình Trong Giây Lát sau phần quảng cáo. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Xin quý vị kiên nhẫn.